từng thấy sư tử, hổ nuôi dưỡng trẻ con. Nhưng bạn đã từng thấy cá mập nuôi trẻ con chưa? Cậu bé sống cùng cá mập, bên cạnh cá mập nhiều năm này thế mà lại có vây cá. Còn có mang cá nữa. Mà cậu bé này lúc đầu chỉ cùng bố đi đến bờ biển nghiên cứu. Cậu bé tốt bụng này thường cho cá mập ăn. Từ đó về sau, giữa cậu và cá mập cũng hình thành tình bạn. Nhưng đột nhiên có một ngày, một trận mưa bão đột nhiên ập đến. Phòng thí nghiệm bị gió bão phá hủy. Cậu bé và bố bị lưu lạc nhau. Trên biển nhanh chóng chỉ còn trôi nổi một mình cậu bé. Một đoàn cá mập vây đến, trong đó còn có mấy chú cá nhận ra cậu bé. Vì hồi báo ân tình của cậu bé, bọn chúng đưa cậu bé về tổ, dùng cách huấn luyện cá mập huấn luyện cậu bé. Cậu bé theo bản năng của sinh vật, mọc ra vây cá và mang cá, răng cũng biến thành răng cá mập. Cậu có thể tự do ngụp lặn dưới đáy biển. Mọi người đều gọi cậu là cậu bé cá mập. Có một hôm cậu bé Peter đang câu cá bên bờ biển. Cậu phát hiện cá mập đặc biệt này. Nhân lúc bố mẹ đang cãi nhau, Peter đưa cậu đến phòng mình, thậm chí còn chuẩn bị một bể cá để nuôi cậu. Hai cậu bé cứ thế trở thành bạn tốt. Cậu bé cá mập thường chia sẻ chuyện thú ví dưới đáy biển cho Peter. Peter đã ghi chép lại trong nhật ký của mình. Tối hôm đó hai cậu bé đang nói chuyện, lại có một cô bé mặc váy hồng xuất hiện, trang phục như dung nham núi lửa, chuyển động trên người cô. Peter đặt cho cô một biệt danh là cô gái dung nham. Cô nói với bé tẻ, muốn mượn cậu bé cá mập đi giải cứu một nơi. Nơi đó sắp xảy ra thiên tai đáng sợ. Trên lớp, Peter chia sẻ câu chuyện của mình cho các bạn học trong lớp. Các bạn học lần lượt ném giấy về cậu. Ngay cả thầy giáo cũng nói cậu đang nằm mơ. Tiểu ma đầu trong lớp bắt cậu tan học không được đi, mang theo đồng bọn cướp lấy nhật ký của cậu. Đợi đến ngày hôm sau, lúc Peter cầm được cuốn nhật ký của mình, bên trong đã không còn gì cả. Đó là ước mơ cậu đã cất giấu bao năm. Peter vô cùng tức giận. Hai cậu bé cãi nhau trên lớp, ngay cả thầy giáo cũng không cản được. Đúng lúc này, ngoài cửa sổ đột nhiên nổi gió. Sau đó cậu bé cá mập và cô bé dung nham xông qua cửa sổ. Các bạn học nhìn ngơ ngác. Hóa ra bọn họ thật sự tồn tại. Cô bé dung nham tìm được Peter, trực tiếp nói với cậu hành tinh nước đang gặp nguy hiểm. Cô và cậu bé cá mập cần cậu giúp đỡ. Được sự cổ vũ của mọi người, Peter ngồi lên hỏa tiễn của cậu bé cá mập, gia nhập con đường giải cứu hành tinh nước. Sau khi đến hành tinh nước, cậu bé cá mập nói với Peter, hành tinh nước là ảo cảnh của cậu. Tất cả những gì cậu mơ thấy đều sẽ thành hiện thực ở đây. Đồng thời năng lực của Peter rất mạnh, là giấc mơ của nhiều đứa trẻ sẽ bị giấc mơ của cậu hấp thu. Thân là nguồn năng lượng ở đây, nhưng bắt đầu từ hôm qua, chỗ này trở nên u ám dần. Hóa ra là có một quái vật tên điện tử vẫn luôn ngăn cản những đứa trẻ ước mơ, nhốt những đứa trẻ vào những trò chơi, ngăn cản bọn họ ngủ. Ở đây thiếu sót đi, giấc mơ của những đứa trẻ nên trở nên u ám. Hơn nữa đợi đến lúc hắc ám hoàn toàn bao trùm nơi đây, chỉ còn 45 phút, chỉ có đến nơi bắt đầu của những giấc mơ phá hủy thì mới giải cứu được hành tinh nước. Thời gian gấp gáp, nhiệm vụ nặng nề. Mấy đứa trẻ bắt đầu nhiệm vụ. Sau khi giải cứu những đứa trẻ, mấy người theo cáp treo đến xảo huyệt của điện tử. Điện tử không nói lời gì, tấn công bọn họ. Cô bé nham thạch xông lên trời, dâng trào dung nham với điện tử. Nhưng khẩu trang bảo hộ của ông ta quá dày, không hề hấn gì. Cậu bé cá mập muốn cứu đồng đội, nhưng đội quân phích cắm quả thực rất nhiều. Hai tay khó địch lại bốn chân, cậu bé cá mập bị dây cắm treo lên. Ba người nhanh chóng bị ném vào phần mộ giấc mơ. Ở đây Peter nhìn thấy thứ mình mơ lúc bé. Peter đến thức tỉnh nó. Robot nói với Peter, muốn thay đổi chỗ này chỉ dựa vào nằm mơ. Robot sau khi được giải cứu, đưa ba người xuyên qua phần mộ giấc mơ, đi đến trên một chiếc bánh quy. Cậu bé dẫm phải một dịch dinh dính, thử nếm một cái mới biết là sô-cô-la. Ba người nhanh chóng bị phát hiện. Hóa ra đây là vương quốc bánh quy sữa. Bọn họ đang trôi nổi trên một dòng sông sữa. Ba người dập dềnh, phía trước thế mà lại xuất hiện một đôi vợ chồng khổng lồ. Bọn họ cầm bánh bỏ vào miệng, ba người suýt thì thành thức ăn trong bụng. Peter nhìn hình ảnh đôi vợ chồng khổng lồ ân ái, cậu biết ngay đây là bố mẹ trong ảo ảnh. Không khỏi ảo tưởng, nếu như những thứ này thực sự xuất hiện trên trái đất thì tốt biết bao. Nhưng bây giờ vẫn còn nhiệm vụ quan trọng hơn. Cô bé dung nham và cậu bé cá mẩu, thôi thúc cậu nhanh nằm mơ đi. Peter vốn dĩ muốn mơ một giấc mơ thật ngọt ngào, nhưng lại nằm mơ thấy ác mộng. Điện tử theo ác mộng đuổi đến, chó săn của ông ta thành đoàn thành đội xông về phía bọn họ. Trong lúc cấp bách, Peter cũng dũng cảm phản kích. Kết quả chưa được bao lâu đã bị kích bay. Còn hai đồng đội cũng đối diện với sự bao vây của chó săn. Thời khắc then chốt, Peter nhắm mắt lại, tưởng tượng ra một chiếc thuyền chuối mới được cứu. Nhưng tốt đẹp chưa bao lâu, điện tử lại đuổi đến. Không may mắn như lần trước, bọn họ bị bắt đến một nơi. Lúc này Peter mới giật mình nhận ra, tất cả đều là bạn học ma đầu làm trò. Cậu ta đã thay đổi giấc mơ trong nhật ký của Peter, làm cho hành tinh nước loạn lạc. Nhìn thấy ba người trước mặt, tiểu ma đầu muốn thể hiện uy phong. Cậu ta nói với cô bé dung nham, cậu ta muốn làm tất cả những siêu năng lực biến mất. Còn dùng bố của cậu bé cá mập kích động cậu, sau đó lại nhốt bọn họ vào lồng. Cậu bé cá mập càng nghĩ càng tức giận. Thời khắc then chốt thể hiện kỹ năng cá mập, cắn đứt cái lồng kỹ xảo ba xu này. Ba người theo chiếc lồng bỏ qua cầm nhật ký. Peter đọc ước mơ của mình,
những công cụ thần kỳ xuất hiện trước mặt. Từ đó cậu hiểu, hóa ra chỉ có lấy được trái tim nước mới có thể cứu được hành tinh nước. Theo con đường băng giá, bọn họ đến cung điện tuyết. Ở đây Peter có được trái tim nước, nhưng đây chỉ là mồi nhử. Những người nước khổng lồ bên cạnh bị thức tỉnh. Trong lúc gấp gáp, vứt trái tim nước cho cô bé dung nham, cô dùng tay nhận lấy cục đá đóng băng. Lúc này công chúa cũng xuất hiện. Peter nhìn, đây không phải bạn học Lily của mình sao? Lily nói với họ, nếu như có thể tìm thấy trái tim nước thực sự ở trên cột đá thì sẽ tặng bọn họ. Peter đã từng mơ thấy hình ảnh này. Cậu vừa nhìn là biết ngay trái tim nước ở trên người Lily. Công chúa nói lời giữ lời, lập tức tặng cho ba người mang theo bảo vật này. Quay lại chỗ cũ, Peter chuẩn bị khởi động thì phát hiện thứ này nhận chủ. Lúc này điện tử cũng đuổi đến. Ông ta dùng kế kích tướng, kích động cậu bé cá mập nhảy xuống nước, mai phục bên dưới, kích cậu bé bị ngất. Thời khắc then chốt, cô bé dung nham nhảy xuống nước cứu cậu bé. Nhưng cô và nước tương khắc, năng lượng của mình cũng cạn kiệt. Cậu bé cá mập tỉnh lại, dùng sức đưa cô đến cửa núi lửa. Nhìn thấy hai đồng đội từ bỏ tất cả vì thế giới này, vô cùng cảm động. Thời khắc then chốt, Peter cuối cùng thức tỉnh được năng lực của mình, thật sự trở thành chủ nhân của thế giới này. Cậu lập tức cung cấp sức mạnh cho hai đồng đội. Hóa ra cô bé dung nham chính là mặt trời cậu sáng tạo. Thế giới lập tức sáng sủa. Peter bảo cậu bé cá mập chia thành hai đường. Cậu bé cá mập tìm được điện tử báo thù. Cậu hóa thân thành vua đại dương, dạy dỗ cho ông ta một trận. Peter thì tìm ra tiểu ma đầu. Hai người không dài dòng, chiến đấu lập tức nổi dậy. Tiểu ma đầu tấn công Peter nhưng không có tác dụng. Peter gọi mưa phản kích, tiểu ma đầu bị đập đầu, nhưng không hoang mang, nhảy lên khôi phục dáng vẻ ban đầu. Tiếp theo hai người lại tiến hành đối thoại trên không. Peter chất vấn tiểu ma đầu, từng có người phá hủy giấc mơ của cậu, bây giờ cậu chỉ biết phá hủy giấc mơ của người khác sao? Thật ra chúng ta có thể cùng thực hiện một giấc mơ tốt đẹp hơn, sáng tạo ra thế giới tươi đẹp hơn. Peter giơ tay ra, lúc hai người đang hòa giải, cột đột nhiên nứt ra. Thời khắc quan trọng, Peter gọi máy bay cứu cậu ta. Mấy đứa bé cuối cùng tìm được thân phận của mình, phải đi hoàn thành giấc mơ của bản thân. Nhưng điện tử lại không biết hối hận, hắn lại tiếp tục phá hủy trái đất. Lúc này cô bé dung nham nói với Peter, nếu như cậu tin, giấc mơ sẽ thay đổi năng lực của hiện thực. Peter nghe theo lời cô bé, chớp mắt đã tỉnh lại trong phòng học. Thầy giáo qua thức cậu bé, hóa ra tất cả lúc nãy chỉ là một giấc mơ. Nhưng điện tử bên ngoài cửa sổ lại khiến cậu không biết phải làm sao. Thầy giáo cũng nhận ra ngay, đó là nguyên hình của điện tử. Nhất thời mọi người đều không biết nên làm thế nào. Nhìn bạn học Lily, Peter lại nghĩ đến trái tim nước. Đưa dây chuyền cho Lily. Lily vừa nhìn đã nhận ra, đây là thứ trong mộng cảnh của mình. Ôm theo suy nghĩ thử xem. Lily phát động trái tim nước, băng tuyết lập tức dâng lên, điện tử bị kích động. Cuộc náo loạn này cuối cùng cũng kết thúc. Các giáo viên dạy dỗ học sinh cũng học được một vài điều. Cho dù là giấc mơ hay là hiện thực, đều là bẩm sinh của con trẻ. Giết chết sự bẩm sinh là hoàn toàn phá hủy chúng. Đây là chủ đề bộ phim muốn truyền đạt. Nhưng bộ phim này tương tự như linh cảm sáng tạo điện ảnh là giấc mơ của nhiều đạo diễn. Đây quả thật là giấc mơ của nhiều con trẻ. Đối với chúng mà nói là một giấc mơ đáng suy ngẫm.